Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Điểm mặt những mẫu xe Toyota giá rẻ chất lượng tốt. Danh sách dưới đây là những mẫu xe Toyota đáng tin cậy mà sở hữu mức giá cực kỳ phải chăng. Toyota Corolla. Khi nói đến những chiếc xe nhỏ gọn, Toyota Corolla là một trong những chiếc xe đáng tin cậy nhất hiện có. Trên thực tế, Repeople xếp Corolla đầu tiên về độ tin cậy trong số 36 xe ô tô nhỏ gọn phổ biến. Trang web cũng cho biết chi phí sửa chữa hàng năm của mẫu xe này là 362 USD, khoảng 8,5 triệu đồng, mức phí tương đối phải chăng. Về mẫu xe mới nhất, Toyota Corolla 2023 có sẵn với 4 tùy chọn biến thể bao gồm Icon, Design, GR Sport và XL cùng với hai kiểu dáng thân xe hatchback và Touring Sport Wagon. Biến thể thấp nhất là Icon với hệ thống chuyển động Hybrid 1.8 lít với giá khởi điểm là 29.610 bảng Anh, 820 triệu đồng cho thân xe hatchback và 30.945, 856 triệu đồng bảng Anh cho Touring Sport Wagon. Còn với động cơ 2 lít thì người mua tại Anh phải trả ít nhất 31.355 bảng Anh, tương đương 867 triệu đồng. Ở biến thể Icon, sẽ được trang bị các tính năng tiêu chuẩn bao gồm bánh xe hợp kim 16 inch cùng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống thông tin giải trí Smart Connect với màn hình 10,5 inch, sạc không dây, cổng vào thông minh, cảm biến đỗ xe trước và sau, bảng điều khiển và dịch vụ từ xa được nâng cấp. Đối với phiên bản Design, sẽ được nâng cấp lên bánh xe 17 inch đồng thời sở hữu đèn pha LED, kính bảo vệ phía sau, gương cửa tự động gập, cần gạt nước mưa, đèn chiếu sáng cabin xung quanh và gương chiếu hậu tự động làm mờ cùng với mái che toàn cảnh. Vì vậy, biến thể này sẽ có giá từ 31.180 đến 34.260 bảng Anh, từ 862 đến 950 triệu đồng. Mức giá sẽ càng lên cao khi người mua tùy chọn biến thể cao cấp hơn, biến thể GR Sport sở hữu bánh xe hợp kim 18 inch, lớp sơn đặc biệt với ghế ngồi tùy chỉnh. Giá của biến thể này dao động từ 32.390 đến 35.380 bảng Anh, từ 896 đến 978 triệu đồng. Cuối cùng là phiên bản hàng đầu với mức giá lên đến 36.260 bảng Anh, tương đương 1 tỷ đồng, Corolla XL được trang bị bánh xe 18 inch độc đáo, đèn pha thích ứng, ghế thể thao bọc da, điều chỉnh thắt lưng ghế trước chỉnh điện, màn hình ngẩng đầu, điều khiển điều hòa cho hàng ghế sau, cửa hậu chỉnh điện với cảm biến đá, màn hình thông báo điểm mù và cảnh báo giao thông phía sau. Toyota Prius. Một mẫu Toyota đáng tin cậy khác có thể kể đến là Prius. Prius đứng ở vị trí thứ 10 trên 24 trong bảng xếp hạng xe hạng trung trong bảng xếp hạng Repeople. Chi phí sửa chữa hàng năm cho một chiếc Prius là 408 USD, thấp thứ 3 trong top 10 chỉ sau Toyota Camry và Honda Accord. Chiếc xe kế thừa phong cách monoform của những dòng xe trước nhưng sở hữu chiều dài cơ sở lớn hơn, trọng tâm thấp hơn và bánh xe 19 inch tiêu chuẩn khoảng 48,3 cm. Thiết kế này có những điểm tương đồng với mẫu xe Crown mới của Toyota, đặc biệt là đèn pha LED ở đầu xe và dải đèn LED trải dài theo nắp capo phía sau. Prius mới sử dụng nền tảng TNGA thế hệ thứ 2 của Toyota với thanh cân bằng MacPherson ở phía trước và xương đòn kép ở phía sau. Toyota cũng cho biết nền tảng này không chỉ cứng hơn so với mẫu trước đó mà còn được cải thiện phản ứng vào cua và khả năng ổn định trên đường thẳng. Hai hệ chuyển động đã được công bố tại Nhật Bản. Hệ chuyển động đầu tiên bao gồm động cơ 4 xi lanh dung tích 2 lít, motor điện và pin lithium ion để tạo ra tổng công suất 220 mã lực, 164 kW. Không có số liệu cụ thể, nhưng Toyota tuyên bố phiên bản này có phạm vi lái EV nhiều hơn 50% so với phiên bản trước. Hệ chuyển động thứ hai sử dụng hệ thống hybrid song song của Toyota với dung tích 1.8 hoặc 2 lít và công suất tối đa 193 mã lực, 144 kW. Xe cũng có hệ dẫn động E4 ở tất cả các bánh để cải thiện hiệu suất trên các bề mặt có ma sát thấp và độ ổn định khi vào cua. Nội thất cũng là một điểm khác biệt hoàn toàn so với các mẫu Prius trước đó. Trên bảng điều khiển là màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, khoảng 32,2 cm. Hình dáng của bảng điều khiển cũng được thiết kế hoàn toàn mới, tích hợp hệ thống cảnh báo về các vật thể nguy hiểm thông qua hệ thống đèn nhấp nháy xung quanh. Toyota Camry. Camry được cho là chiếc xe đáng tin cậy nhất của Toyota, ít nhất là khi nói đến các sản phẩm hạng trung của họ. Nó đứng thứ 3 trong số những chiếc xe hạng trung đáng tin cậy nhất, theo Repeople, và điều đó khiến nó trở thành lựa chọn số 1 của Toyota trong danh sách. Chi phí sửa chữa trung bình hàng năm chỉ là 388 USD, xấp xỉ 9 triệu đồng. Vì vậy nó rẻ hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh về chi phí bảo trì tổng thể. Về phiên bản gần nhất, Toyota Camry 2022 phiên bản 2.0G có giá 1,05 tỷ đồng, bản 2.0Q có giá 1,167 tỷ đồng, 2.5Q có giá 1,349 tỷ đồng và bản cao nhất 2.5HEV giá ở mức 1,441 tỷ đồng. Trong đó, hai phiên bản động cơ 2 lít và 2.5 lít trên Camry 2022 là loại mới, lần lượt mang mã M20A và A25 Aco. Bản 2.0G sản sinh công suất cực đại, đạt 170 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại đạt 206.
nanomet tại 4.400 đến 4.900 vòng trên phút, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt 6,4 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Còn bản 2.5Q, trang bị động cơ 2.5 lít, sản sinh công suất cực đại, đạt 207 mã lực tại 6.600 vòng trên phút và mô mần xoắn cực đại đạt 250 nanomet tại 5.000 vòng trên phút. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp thay cho hộp số 6 cấp cũ. Mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hơn với mức tiêu thụ đạt 7,1 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Cuối cùng là bản 2.5HV được trang bị động cơ xăng 2.5 lít kết hợp động cơ điện, cho tổng công suất 176 mã lực tại 5.700 vòng trên phút và mô mần xoắn cực đại đạt 221 nanomet tại 3.600 đến 5.200 vòng trên phút, đi kèm hộp số ECVT. Động cơ điện tạo ra công suất tối đa đạt 88 kg và mô men xoắn cực đại đạt 202 nanomet. Mức tiêu hao nhiên liệu đạt 4,4 lít trên 100 km trên đường hỗn hợp. Phiên bản 2.0Q mới sẽ sở hữu nhiều nâng cấp, cải tiến. Sẽ sở hữu ngoại thất trẻ trung, sang trọng, nổi bật với lưới tản nhiệt to rộng, hệ thống đèn full LED tích hợp cùng nhiều tính năng hiện đại và la răng 18 inch thể thao. Cửa sổ trời. Camry 2.0Q cũng sở hữu khoang lái chất lượng cao với hàng loạt công nghệ hiện đại hỗ trợ người lái, điều hòa tự động 3 vùng độc lập. Hệ thống âm thanh giải trí đỉnh cao với 9 loa JBL, màn hình cảm ứng 9 inch, dạng nồi, kết nối điện thoại thông minh, màn hình thông tin kích thước 7 inch. Không chỉ vậy, mẫu xe này được trang bị công nghệ an toàn tiên tiến hiện nay của Toyota như hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense TSS như đèn chiếu xa tự động AHB, hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường LDA và LTA, hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC, hệ thống cảnh báo tiền va chạm PCS. Ngoài những trang bị an toàn cơ bản, Camry mới cũng sở hữu hàng loạt tính năng tiên tiến hỗ trợ người lái bao gồm hệ thống cảnh báo điểm mù BSM, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang RCTA, camera 360, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Toyota RAV4. Toyota RAV4 đứng thứ 3 trong những chiếc SUV nhỏ gọn đáng tin cậy nhất, theo Repepo. Chi phí sửa chữa hàng năm của một chiếc RAV4 chỉ là $429, tương đương 10,1 triệu đồng, khiến nó trở thành mức thấp thứ 3 trong top 10. Mâm hợp kim 19 inch, chìa khóa thông minh, điều hòa khí hậu hai vùng, đèn và gạt mưa tự động, ghế lái chỉnh điện với chức năng nhớ. Màn hình đồng hồ tốc độ 7 inch, hệ thống camera 360 độ và cửa hậu mở điện rảnh tay. RAV4 cũng là một trong số ít những mẫu xe của Toyota tại Malaysia đi kèm với hệ thống thông tin giải trí OEM. Nó sở hữu màn hình cảm ứng 7 inch và kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng với 6 loa. Bộ sạc điện thoại thông minh không dây quy cũng được trang bị. Về thiết bị an toàn, cả hai phiên bản được trang bị bộ hỗ trợ người lái Toyota Safety Sense đầy đủ, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ tập trung làn, cảm biến điểm mù và chùm sáng công suất cao tự động. RAV4 sử dụng nền tảng TNGA có trọng tâm thấp hơn và tăng cường độ cứng, giúp cải thiện khả năng lái và xử lý. Sức mạnh của chiếc RAV4 đến từ khối động cơ Dynamic Force với hệ thống phun xăng trực tiếp D4S và VVT-EE. Phiên bản dung tích 2 lít sản sinh công suất 173 mã lực và mô men xoắn 207 nanomet và được kết hợp với CVT Direct Shift với thiết bị khởi động đầu tiên. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.